để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại. Sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Bích Liên xin gửi lời trân trọng kính chào đến quý khán giả khắp nơi trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, Bích Liên đang có mặt một trung tâm lớn nhất tại thành phố Sài Gòn, địa chỉ 35 đường 3 tháng 2, quận 10. Bích Liên trở lại lần này muốn có lời cảm ơn đến tất cả quý khán thính giả khắp nơi đã ủng hộ cho sản phẩm EV Princess trong suốt 16 năm qua. Thưa quý vị, Bích Liên luôn luôn lúc nào cũng trân quý và trân trọng những tình cảm mà quý vị đã dành cho hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess. Nhân dịp này, Bích Liên muốn cảm ơn đến tất cả quý khách hàng, đặc biệt là quý đại lý khắp nơi đã nối bàn tay với hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess, đã đưa sản phẩm này đến tận tay người tiêu dùng và được mệnh danh là thần dược mang lại sắc đẹp cho làn da phụ nữ của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên rất là vinh dự được đại diện cho hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess giới thiệu đến tất cả quý khách hàng nào ở gần ở xa chưa dùng đến sản phẩm EV Princess mà quý vị đang lo lắng làn da của mình. Một trong những tì vết trên da chẳng hạn như nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen và tất cả những tì vết đó, quý vị hãy tìm đến với EV Princess, quý vị sẽ có một làn da thật đẹp như bao nhiêu người phụ nữ khác đã hài lòng với làn da của mình. Và kính thưa quý vị, đây là một sản phẩm mà Bích Liên rất là vui được giới thiệu đến quý vị, EV Princess mang lại sắc đẹp làn da, đặc biệt với năm chức năng mà quý vị đang cần có làn da quý vị: chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da. Quý vị nào chưa thấy hài lòng, quý vị hãy đến với EV Princess. Quý vị nào đã tìm đến rất là nhiều sản phẩm khác cũng như bác sĩ đã chữa da cho mình thì xin quý vị hãy đến với EV Princess này, cho hệ thống công ty EV Princess một cơ hội để quý vị thấy rằng đây là sản phẩm thật, lời nói thật, hiệu quả thật để mang lại làn da thật xinh đẹp. Sự thành công của quý vị ở nơi EV Princess này, Bích Liên một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến tất cả các nhà đại lý và đặc biệt là quý khách hàng khắp nơi trên toàn thế giới. Quý vị có thể vào website ở trên màn hình www.evprincesscosmetics.com. Bích Liên xin chân thành cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị cái đời sống an lành, hạnh phúc và may mắn. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.